Kỹ năng dùng thuốc xâm lấn. Vậy khi tiêm thuốc cho người bệnh cần đảm bảo những nguyên tắc nào? 4. Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe trong quá trình tiếp xúc với người bệnh theo tình huống tại phòng thực hành. 5. Rèn luyện, phát triển kỹ năng cá nhân, làm việc nhóm, quản lý, thuyết trình, đóng vai, xử lý tình huống, tự học. Tiêm an toàn định nghĩa tiêm an toàn. Mũi tiêm an toàn là mũi tiêm không gây hại cho người được tiêm, người tiêm, người thu gom chất thải và cộng đồng. Phòng nhiễm khuẩn trong thực hành tiêm sử dụng bơm kim tiêm vô khuẩn, sử dụng bơm kim tiêm vô khuẩn cho mỗi mũi tiêm bằng kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của bao túi bơm kim tiêm để phòng túi thủng hoặc nhiễm bẩn. Trường hợp sử dụng bơm kim tiêm chuyên dụng không có điều kiện sử dụng một lần rồi bỏ thì bơm kim tiêm phải được tiệt khuẩn bằng phương pháp hấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phòng nhiễm bẩn phương tiện tiêm và thuốc tiêm, chuẩn bị thuốc và phương tiện tiêm ở môi trường sạch không bụi, vấy máu hoặc dịch, sử dụng thuốc tiêm một liều nếu phải sử dụng thuốc tiêm nhiều liều, cần sử dụng kim lấy thuốc vô khuẩn, không để kim lấy thuốc lưu lọ thuốc, bảo quản tốt lọ thuốc sử dụng nhiều lần, lưu trữ trong tủ lạnh không quá 24 giờ, dùng dụng cụ đậy chuyên dụng, nên chọn loại ống thuốc tiêm bẻ đầu hơn là loại ống thuốc phải cưa đầu bằng dao cưa. Phòng ngừa thương tổn cho người nhận mũi tiêm kiểm tra sự nguyên vẹn của lọ ống thuốc và loại bỏ những ống thuốc, lọ thuốc không đảm bảo chất lượng, vẩn đục, biến màu, quá hạn sử dụng, bảo quản và cất giữ thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất loại bỏ kim tiêm đã đụng chạm vào bất kỳ bề mặt nào không vô khuẩn. Phòng ngừa tiếp cận với kim tiêm đã sử dụng A, đậy nắp và niêm phong hộp đựng vật sắc nhọn để vận chuyển tới nơi cất giữ, không mở, làm rỗng, sử dụng lại hoặc đem bán. B. Quản lý chất thải sắc nhọn bằng phương pháp hiệu quả, an toàn và môi trường thân thiện để bảo vệ mọi người khỏi bị phơi nhiễm với những phương tiện tiêm đã sử dụng. Những nội dung thực hành khác. A. Nhà sản xuất nên thiết kế những phương tiện tiêm có khả năng phòng ngừa thương tổn cho người bệnh, người tiêm. B. Vệ sinh tay trước khi chuẩn bị các phương tiện tiêm, giữa những mũi tiêm ở những vùng tiêm tiếp xúc với bụi bẩn, máu hoặc dịch tiết. C. Tránh thực hành tiêm nếu da tay bị tổn thương, hoặc viêm da chảy nước, cần băng phủ vùng da tay bị xây xước. D. Khi tiêm bắp tiêm trong da, dưới da không nhất thiết phải mang găng, sử dụng găng một lần trong trường hợp có khả năng tiếp xúc với máu trong quá trình tiêm. E. Rửa vùng da định tiêm nếu thấy dính bụi hoặc bẩn. F. Dùng gạc tẩm dung dịch sát khuẩn để sát khuẩn da vùng tiêm và để da khô trong thời gian theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. G. Không sử dụng bông thấm ướt cồn hoặc dung dịch sát khuẩn để trong hộp sử dụng nhiều lần. H. Không sát khuẩn da vùng tiêm sau tiêm chủng, không đựng bông, gạc thấm cồn trong hộp, bình, lọ chứa sát khuẩn da bằng cồn sau tiêm chủng. Những hành vi nguy cơ liên quan đến tiêm và các lưu ý. Những hành vi nguy cơ lạm dụng tiêm, dùng lại bơm kim tiêm chưa qua xử lý an toàn. Động tác thực hành gây nguy cơ cho người được tiêm. Động tác thực hành gây nguy cơ cho người tiêm. Phân loại, thu gom, xử lý chất thải sau tiêm chưa đảm bảo an toàn. Những lưu ý thực hành tiêm an toàn. Phải thực hiện 5 đúng trước khi chuẩn bị thuốc, trước khi tiêm, phải khai thác tiền sử dị ứng và chuẩn bị hộp chống sốc, phải đảm bảo kỹ thuật vô khuẩn khi từ khi chuẩn bị, pha thuốc, lấy thuốc và tiêm, phải phân loại, thu gom chất thải từ tiêm đúng quy, chỉ mang găng khi có nguy cơ tiếp xúc với máu và dịch tiết của người bệnh, phải xử lý và khai báo đúng quy trình khi bị tổn thương do vật sắc nhọn. Những điều không được làm khi thực hành tiêm: không chạm kim tiêm vào bất cứ bề mặt nào đã bị nhiễm bẩn, không cầm nắm, đụng chạm tay vào pít tông, đầu ambu, thân kim tiêm trong quá trình chuẩn bị thuốc, tiêm thuốc không sử dụng lại bơm tiêm, thậm chí nếu có thay đổi kim. Không đụng chạm vào nắp lọ thuốc sau khi đã lau khử khuẩn bằng cồn, không dùng một bơm kim tiêm lấy thuốc cho nhiều lọ thuốc đa liều, không lưu kim lấy thuốc vào lọ thuốc đa liều, không sử dụng túi hoặc chai dung dịch truyền tĩnh mạch để pha thuốc hoặc tiêm cho nhiều người bệnh, không dùng tay đậy nắp kim, bẻ cong kim hoặc tháo kim tiêm.